Ok Trân ơi, chị đang cần vay 500 ngàn để build thêm một cái tiệm nữa. Chị đang có 3 tiệm rồi, mỗi tiệm income 1 triệu mỗi năm. Và trường hợp này hồ sơ chị cần chuẩn bị những gì? Ok, so có 3 tiệm hiện tại và income đang ok. Make sure CPA khai thuế ok trong vòng 3 năm qua. Chị phải chuẩn bị cái quan trọng nhất là 3 cái năm thuế của tất cả các tiệm. Có business gì, income như thế nào, gửi hết vô. Thứ nhất là 3 năm thuế, ok. Cái thứ hai, điểm credit rất quan trọng, 700 trở lên, 740, ok. 708 càng tốt, ok, phải minimum là 700. Rồi, đó là hai cái quan trọng. Điểm thứ ba là tại vì build tiệm nail mới nó sẽ có nhiều rủi ro hơn tí. Nên để một cái hồ sơ nó strong hơn đó, thì chị nên có một cái collateral nhẹ nhẹ, khoảng 200-300 trị giá thì cũng ok, make sense. Ví dụ chị có một cái nhà cho thuê đã payoff rồi dưới tên chị sẵn sàng bỏ chung vô với cái cộng với cái income của ba tiệm hiện tại thì cái hồ sơ nó rất là strong. Còn nếu như mà nó không có collateral á thì với cái số tiền 500 ngàn nó cũng là một số tiền lớn đúng không? Thì nó sẽ based on, nó sẽ rất là dig deeper into cái net profit của mỗi tiệm của chị trong vòng hết ba cái tiệm này để coi là chị khai thuế trong vòng 3 năm vừa rồi income có cực kỳ cao không và nó có đáng để nó take cái risk là không có collateral nó vẫn đầu tư cho chị hay là không. Ok, so đó là những cái điểm rất là quan trọng và nếu mà cần có câu hỏi gì thêm thì cho Trinh biết và bên trên có thể gửi cho chị anh chị một cái application và những cái form và những cái form và những cái yêu cầu ví dụ như về về bill đó thì mình phải chuẩn bị cái gì business plan tại vì đôi lúc người ngân hàng như tụi em ví dụ em không phải là người Việt Nam thì em không biết chị run cái tiệm nail như thế nào hoặc là run cái một cái clinic một cái phòng khám của một bác sĩ như thế nào hoặc là tụi em sẽ không hiểu là run một cái tiệm phở nó sẽ như thế nào tại vì tụi em không phải là cái người chuyên về những cái ngành đó thì tụi em không biết nên đó là lý do khi mà đến với ngân hàng để vay một cái số tiền nào đó về business thì phải có một cái business plan rất là rõ ràng. Ok, và business plan là quan trọng, làm cái gì để run như thế nào để make money. Cái điểm thứ hai là 3 year projection là cái bảng thu chi dự tính trong vòng 3 năm tới mình sẽ thu như thế nào, mình chi cái gì và mình còn lại net operating income như thế nào. Đó là điểm thứ hai. Điểm thứ ba rất là quan trọng là cái điểm project overview. Ví dụ như là nếu mà chị mượn một số ít tiền để mà chị remodel tiệm no problem nhưng mà tại vì chị build một cái dự án build một cái tiệm lên thì phải có một cái project overview có nghĩa là bản tổng quát về cái dự án này cái project này là chị build nó build như thế nào cái sơ đồ floor plan nó ra làm sao permit everything nó phải có một cái general information để cho cái người investor, ngân hàng hay là lender người ta nhìn vào người ta hiểu thì ra là vậy và tôi đâu đang đầu tư cái này phải hiểu được cái dự án thì họ mới đầu tư được. Ok, đó là ba điểm cũng khá là quan trọng sẽ cần kèm theo cái application của chị. Ok, so good luck chị.